Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Tùng lại làm hai con máy cho mọi người, giới thiệu cho mọi người nha. Và một con, đây là con máy Bisut 4 size 5000 và một con máy Realme Blade size 6000 nha mọi người nha. Mới về luôn, nóng hỏi luôn mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ qua con Bisut 4 này mọi người, size 5000. Đây mọi người nhìn nè, cái hộp nó mới toanh luôn nè mọi người. Thì con máy này anh khách mới mua về luôn nha. Và anh thanh lý luôn nè mọi người. Đấy, thì đây là cái con Ben Bisut 4 size 5000, tôi cũng giới thiệu cho mọi người rất là nhiều rồi. Thì dòng tua nó là 5.6 nè mọi người, trọng lượng nó 557g. Tất cả các dòng Ben mọi người, từ size 5000, size 6000 đều như thế này hết nha mọi người nha. Trọng lượng nó đều 500 mấy đến 600g hết nha mọi người nha. Đấy, cước của nó là 0.40 vào 240m nè mọi người. Đợi lúc xưa đúng không? Sorry mọi người nha, 0.46 vào được 125m mọi người, sorry mọi người nha, 0.46 vào 125m nha, 0.46 vào 125m mọi người. Và nó vẫn xài công nghệ HT100 nha mọi người nha, 5 mặt đạn nè mọi người. Và dưới này là các công nghệ của nó nha mọi người nha, 0.46 vào 125 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui con máy nha mọi người nha. Đây là con máy chúng ta mọi người, tay quay nè mọi người, mới tân luôn nha mọi người nhé. Đây là một cái bao mà đựng máy luôn người, trong ngoài khách vẫn còn giữ nguyên luôn nha. Trong đây là hộp sách lông đờn nè mọi người. Đây là cái bảng hướng dẫn nè mọi người, ví dụ người vô cước á, thường ở lông đờn nè mọi người vô cước này, nếu mà nó thiếu ở trên này thì mọi người trừ một miếng màu đen ra, mọi người cộng miếng một miếng lông đờn này vào nè mọi người, thì nó sẽ đều cái mô bin lại nha. Còn nếu mà thiếu dưới nè mọi người thì mọi người thiếu dưới nha, mọi người vô cước mà thiếu dưới này thì mọi người chêm một miếng này vào thì nó sẽ đều lại nha. Thì ở trên này nó có hướng dẫn mọi người này. Đây nó hướng dẫn mọi người này. Đấy, thì cái này có tác dụng như vậy nha mọi người nha. Con máy full box nha mọi người nha, size 5000. Đây là cái bao bên đó mọi người, mới tân luôn nha mọi người nha. Và đây là con máy chúng ta mọi người. Con máy này nó được vô dây Mekong nha mọi người nha, Mekong size 0.52. Thầy Tùng đã gia cố lại rồi mọi người. Đấy. Đấy. Mọi người về thì câu thôi nha, 0.52. Thì cái này thì 0.52 thì vô chắc tầm được khoảng khoảng 100m đó mọi người. Cái này vô full nồi nè mọi người, chắc khoảng đó đó. Thì mọi người về mọi người câu thôi nha. Có còn thay cước. Còn nếu anh em thấy có cước tốt hơn thì anh em cứ thay nha. Tại cước này không đánh được rồi, tại máy mới, anh khách mới vô cước thôi mọi người. Cước này Tùng không có đánh nha, chung là Tùng nhìn máy toanh luôn này, dầu mỡ nó nè mọi người, máy này đứt nè, máy toanh luôn nha. Chung mấy con này tất cả mọi người mới hết. Đấy, đối với dòng này thì nó sẽ cải tiến bởi cái dòng tay quay nè mọi người. Tay quay thứ nhất là màu sắc, thứ hai là cái núm của nó, thứ ba là cái nắp vặn này nó giống với con Battle mọi người. Trong máy nè mọi người, máy toanh luôn nha mọi người nha. Đấy, càng nó nè, rotor nè mọi người, nó có xước nhẹ xíu rồi mà chạy xíu nè. Tùng mua mà toàn thấy bỏ chung tao quay vô trong máy á, mỗi lần mà Tùng mà lấy máy về mọi người, Tùng thấy bỏ chung vô Tùng không an tâm mọi người, tại vì nó dở bị xước lắm mọi người. Đó nên mọi người câu kéo mọi người cẩn thận nè, rotor càng nó mọi người, đẹp hết luôn nha mọi người nha. Con này chắc phải là 99% á mọi người, 99% nha. Đó. Còn là HT100 nè mọi người, mắt rát 20 lb nè mọi người, tương đương với 9kg nè mọi người. Nắp cối nó nè mọi người, sorry cho mô bin nó nè mọi người, đẹp hết nha. Chữ rồi còn đẹp hết nè, 0.46 và 125m nè. Cước này vô full nồi thì tầm khoảng 100m rồi mọi người, giờ đánh vô tư luôn nha, ném 50-60m, 70m bình thường luôn, còn dư mấy chục mét nó cá kéo thì mọi người có thể xài được luôn nha, bình thường luôn. Building nè mọi người, 5 mặt đạn này, rotor 5.6 này, nhìn này tất cả đều như zin hết nha mọi người nha.
trong một con bên trong này, mô bin đó nè mọi người. Đó, đó dòng boost 3, boost 4, cái mô bin nó đặc trưng như thế này, tiếng nó kêu nha mọi người nha. Đấy, cho nó không có thanh đâu. Nếu người muốn thanh là người sẽ xài những cái con bên slammer mọi người, thì tiếng rất là thanh luôn. Nè, dầu mỡ nè mọi người, y nghiêng luôn nha mọi người nha. Dầu mỡ nè mọi người, mới tân luôn. Đấy, đây nước này, nước mỡ nè mọi người, quá trời luôn. Đó, chung mấy con này cũng lấy về trong đêm luôn mọi người, lấy về trong đêm làm clip cho mọi người luôn. Chung máy bữa nay máy con Ben nó hơi khác hàng xíu mọi người nha. Tùng thì Tùng chuyên bán mấy cái dòng mà đời mới. Đó, đời mới thôi. Chứ Tùng không có bán mấy dòng kia đâu. Mọi người thông cảm nhé. Với lại là Tùng sắp về một hai con máy câu lưu á, thì Tùng sẽ làm clip sâu nha mọi người nha. Có nhiều anh em hỏi máy câu lưu á, lại Tùng thu không có mọi người, có Tùng cũng đăng thôi. Bây giờ Tùng sẽ gắn tay quay, Tùng quay cho mọi người nha. Những con máy Tùng làm rất là kỹ luôn nha mọi người nha, thì anh em cứ coi kỹ. Tại Tùng bán hàng rất là nhiều rồi, anh em nào mua thì biết. Một con máy êm mượt luôn nha mọi người nha, rất là êm mượt luôn, không vấn đề gì hết. Giá con này Tùng bán là 1.350.000 nha mọi người nha. 1.350.000 nè, 1.350.000 cho một con máy Ben. Còn mấy bên nha mọi người nha, 99%, 98, 99% nha mọi người nha. Đó, mọi người mua về thì nó sẽ có cước sẵn luôn, anh em chỉ việc câu thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua một con máy Realme mọi người. Đây là Realme Blood, một con máy mà rất là nhiều anh em kiếm luôn mọi người. Mô hình con này là chắc khoảng là khoảng 94-95% nha mọi người nha. Cói nè mọi người, đẹp thân luôn nha mọi người nha. Thì giá của những con này thì bây giờ Tùng sẽ thay đổi bằng cách là Tùng sẽ ghi ở trên cái trong clip luôn mọi người, để mọi người nhìn thấy luôn. Tại nhiều khi những anh em coi anh em không có thấy được á, thì Tùng sẽ ghi trên nó phần màn hình đó mọi người, thì mọi người xem giúp Tùng nha. Đấy, nhưng mà Tùng cũng công bố giá luôn nha mọi người nha. Đây ra nhiều lớp 6.000 nè mọi người. Mô hình con này chắc còn khoảng 94% mọi người, nó không có chày nha mọi người nha. Nè, nó không có chày nè, nó xước cái update nè mọi người. Đấy, thân nó thì ok hết nha mọi người nha. Trong máy thì gánh bát nè mọi người, thì nó có chày. Nhưng cái này về mọi người, thì mọi người nếu không kỹ á, thì mọi người nó sẽ gắn vô thì nó dễ bị chày. Máy nào cũng vậy mọi người, trừ khi nào mọi người dán thôi, còn không dán nó sẽ chày nha. Đây là những cái điểm dễ chạy này, trong máy này, hai bên cái càng đó nè mọi người, đó là những cái phần dễ chạy nha. Đấy, còn những chỗ khác là bình thường hết nè mọi người. Đấy, rotor nó có chấm nè, nó có xước sơn nè mọi người, không càng nó có xước sơn nè. Đây, đây là tiếng mô bin của nó nè mọi người. Đổi chiều nè mọi người, bình thường hết nha. Tôi mở cho mình con bên trong nhé. Nói chung là con này là Tùng thấy còn gần như là ok hết luôn rồi. Nó chỉ bị anh khách bị giữ không kỹ á mọi người, nó bị chày thôi. Chày sơn nè, mọi người nhìn này, mở nó nè. Bên trong nó nè mọi người. Cốt trợ lực nè mọi người, còn bi nữa luôn nè mọi người, bi luôn nha. Thì con này chạy lên nền tảng là 6 bậc đạn luôn rồi, con này nhiều hơn con Ben luôn á, mà bậc đạn nó nhiều hơn con Ben luôn, nhiều hơn một bậc đạn luôn nha. Ben thì nó có thương hiệu rồi mọi người, nó có thương hiệu của nó riêng rồi. Còn Realme Blood này thì nó mới đánh vào trong thị trường của chúng ta mấy năm nay thôi, nhưng mà nó cũng khá là hot luôn rồi. Tại vì nó đi theo xu hướng của anh em rất là nhiều luôn. Nó cải tiến đó mọi người, nó cải tiến theo xu hướng này, màu sắc này, tay quay này. Đây mọi người, mình quay cho mọi người nhé.
êm mượt nha mọi người nhé, một con máy êm mượt luôn, tên mìu Blast 6000 êm mượt. Thì giá con này là 1 triệu nha mọi người nhé. Cái dòng Redmi Blast này mọi người size 7 nha, size 8 nha, nó rất là phổ biến luôn nha mọi người nhé. Rất là dễ kiếm dễ hơn con 6000, nhưng mà con 6000 này kêu người kiếm người rất là khó luôn nha mọi người nha. Thường thường những anh em mà chơi những con 6000 này ít khi nào cũng bán lại mọi người, tại vì cái trọng lượng của nó và cái body của nó mọi người nó vừa phải mọi người nhìn nè. Đó thì anh em thanh lý lại rất ít luôn, đa số là người ta sẽ thanh lý con 7000 hoặc 8000, còn con 6000 là rất ít thanh lý nha mọi người nha. 0.4 và 150m nha mọi người. Con này mọi người vô dây BE đánh là vô tư luôn rồi, bắt cá 8kg trên 10kg rồi bình thường hết nha. Rồi giá là 1 triệu nha anh em. Rồi ok, nếu người thấy hay đỡ là một like, một đăng ký giúp Tùng nha. Cảm ơn người nhiều nha. Bye bye.